Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ com à, Sắp tới Noel rồi, thấy ngoài đường cũng bắt đầu trang trí nó nó rập trời rồi Thành ra là có thể sẽ nhiều bạn uh, newbie, newbie new, nói chung nhiều bạn mới sẽ cần cái cái cách làm này ha Đó là cái cách để chúng ta ghép cái bokeh vào trong hình một cách cực kỳ đơn giản Rồi, thì đây là cái hình mà mình sẽ làm và mình sẽ bỏ hết những cái mà mình uh, làm nhẹ nhàng đi thì uh, ở trên channel của mình á về cái chủ đề Noel này thì mình đã có rất là nhiều cái video rồi kể cả về làm bokeh này tự tạo bokeh cũng như là cái uh, chúng ta làm hiệu ứng tuyết á, thì các bạn có thể coi lại có thể search hoặc là click vào ngay cái link ở phía mình không biết là góc bên nào bên nào bên này đã bên này góc bên này ha nó sẽ hiện ra các bạn search ra thì nó sẽ một đống cái video mà về tuyết tung nôm thứ kể cả rất comment nữa thì đây cái Uh, nhưng mà cái cách đơn giản nhất để cho các bạn new, newbie uh, những bạn mới chúng ta có thể làm được ngay ha chúng ta sẽ ghép cái boke đại khái là những cái điểm mờ khi mà chúng ta chụp và cái độ đóp nó cái đóp nghĩa là cái trường sâu độ ảnh nó trường độ trường độ sâu trường độ của ảnh nó thấp thì nó sẽ tạo ra những cái bong bóng hoặc là những cái điểm sáng kiểu như thế này đó tuy nhiên đấy các bạn có thể thấy là đây cái điểm sáng nó tương đối nó ít và mà chúng ta cần nhiều hơn để cho nó long lanh hơn thì chúng ta sẽ làm như sau ha, cái cách của chúng ta sẽ làm như sau này. Các bạn sẽ lên đầu tiên ha để để chuẩn bị cái cái hình của chúng ta đã. Nếu như các bạn có thể cầm máy thì luôn luôn chọn cái vị trí làm sao để chúng ta có cái 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 foreground nghĩa là có một cái vật thể cái cây hay là cái gì đó ví dụ như hình này chẳng hạn thế nó ở gần ở à, gần chúng ta chụp để chúng ta có cái điểm blur ha cho nó hơi blur một chút xíu để nó có cái chỗ này ta ghép cái bokeh vào cho nó hợp lý chứ còn như kiểu mà cái chỗ mà nét căng kiểu như này hoặc là hoặc là căng từ đầu tới cuối và chúng ta ghép bokeh vô nhìn nó bất hợp lý lắm bokeh chỉ xuất hiện ở những nơi mà có blur thôi ok ha rồi ở đây chúng ta sẽ lên google image và các bạn sẽ search là cho nó dễ các bạn sẽ search là christmas à, christmas bokeh đã bokeh texture Christmas bokeh texture các bạn sẽ ra ha và đây việc của chúng ta chúng ta sẽ vào các phần công cụ này chọn phần kích thước và chọn lớn À ví dụ như là các bạn sử dụng ở tiếng anh thì nó sẽ là tone rồi uh, size rồi chọn big hay là cái gì đã gì đó thì đây cái công việc của chúng ta chúng ta sẽ chọn những cái hình những cái bokeh nào chúng ta cảm thấy ok nhất nhưng mà với điều kiện là cái cái nền á nó càng tối thì càng tốt ha càng đen càng tốt thì đây mình đang sử dụng uh, cái kích thước lớn này và mình cảm thấy cái này khá ok thì mình sẽ truy cập ảnh này đó sau khi chúng ta có hình này bấm chuột phải và chọn sao chép hình ảnh chúng ta bỏ thẳng vào trong này luôn nó rất là nhanh bấm cần V về này đó sau khi chúng ta chèn cho rồi các bạn có thể thấy là kích thước nó rất là lớn thật là lớn thì đây chúng ta sẽ chỉnh lại bằng cách là bấm cần t cần t ha và sau đó chúng ta zoom ra để cho nó dễ các bạn sẽ tiếp tục bấm cần chôn và số 0 đó, nó sẽ tự động nó zoom ra kiểu như thế này và chúng ta đè phím shift này chúng ta kéo vô nhớ đè phím shift nha đè phím ship rồi à, sau khi cảm thấy ok rồi chúng ta sẽ enter một cái và đây mình sẽ chuyển nó về là screen khi chúng ta chuyển về screen ấy, thì toàn bộ cái nền màu đen nó sẽ bị biến mất đi và chúng ta chỉ còn lại những cái điểm sáng kiểu như này thôi đó điểm sáng vàng thôi và nó sẽ rất là đẹp, rất là long lanh ha. À, ở đây các bạn có thể thấy là nó đang lấp cả lên gờ của chúng ta thì nó không hay, cho nên là chúng ta phải, sẽ phải sử dụng một cái chức năng để chúng ta bôi bớt nó đi. thì đây mình sẽ chọn cái layer mask này ha. chúng ta sẽ chọn với cái layer cái layer bokeh của ta này và chúng ta chọn là layer mask, click vào layer mask này ha, click vào cái. thì đây các bạn sẽ có một cái layer mask màu trắng kiểu như thế này. ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái brush à, màu đen, brush màu đen ở phía trên foreground là màu đen ha. rồi và chúng ta click chuột phải chọn cái brush mà nó tròn kiểu như này nè và cái hardness thì chúng ta đẩy lên chút xíu để cho nó cái 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 mịn của cái brush này, nó nó tương đối nó nó sắc nét hơn thì đây chúng ta sẽ sử dụng brush màu đen và ta bôi vào trong cái layer cái layer mask này ha chúng ta sẽ bôi vào đó chúng ta sẽ bôi vào và bôi đi ở những cái phần mà xuất hiện ở bên ngoài tại vì ở ngoài làm gì có đèn đâu mà nó có blur đúng không đoạn ta bôi đi một chút xíu, có thể là hơi hơi uh, nó hơi ra ngoài chút xíu vậy cũng được. Ta sẽ có cái cái kiểu như thế này. Sau khi xong rồi đây chúng ta có thể thêm một vài cái ở phía sau nữa ha. Ở đây mình đang sử dụng cái uh, một cái bộ của bên trang website này designervn.net. Thì đây mình sẽ chọn cái uh, cái bộ này thì mình sẽ để ngay cái link download ở phía dưới ha, các bạn có thể click vào cái link download ở ngay phía dưới phần comment hoặc là dưới phần uh, description phần mô tả của video này ở đây mình sẽ lấy một cái đây các bạn có thể thấy là chúng ta có cái bộ kè kiểu như này nè đã khá là hay có thể là mình sẽ trôm cái này về mình sẽ kéo thả vào trong cái của mình vì mình muốn có một vài cái dây ở đây thì đây mình sẽ cũng chuyển nó sang là screen này và chúng ta bấm cần t thay đổi kích thước cần t đó và chúng ta sẽ phóng to nó lên chút xíu để chúng ta đưa vào vị trí nhìn cho nó hợp lý đó ví dụ các bạn muốn đổi góc chút xíu mình đã đưa chuột ra ngoài này chúng ta hơi đổi góc đi một chút xíu chúng ta sẽ có cái kết quả kiểu như này khá là ok ha có cái dây à, rồi phía sau nữa phía sau nữa mình sẽ tìm một cái uh, dây màu vàng chẳng hạn vậy ơi cái kia có cái màu vàng kia đây go nè đó mình sẽ lấy cái này đi mình sẽ lấy cái này à, mình cũng kéo thả À, mình cũng enter sau đó mình chuyển nó sang screen một lần nữa à, với những bạn nào mà chúng ta sử dụng uh, CS6 là những cái phiên bản Photoshop và bản portable tức là bạn chạy ngay không cần cài đặt á thì chúng ta không có kéo thả được ha thì chúng ta sẽ vào file và chọn open thì chúng ta à, nhầm 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 chọn file chọn place ha? chọn place file, file place ở phiên bản CC uh, 2015 trở lên thì nó sẽ đổi tên là play embedded hay là cái gì đó cũng được nói chung là play nói chung là play ha thì đây chúng ta sẽ cũng sẽ bấm Ctrl T này sau đó thay đổi kích thước này. Đó, mình sẽ để ra phía sau chút xíu rồi ở đây có thấy nó đang bị lấn lên người thì mình không muốn điều đó xảy ra nhưng mình cũng cũng sẽ click vào layer mask ha click layer mask chọn cái brush màu đen và bôi đi ở những chỗ mà mình không muốn nó xuất hiện. À, mình sẽ thu gọn cái brush này xuống một chút xíu, à, mình đang thắp xuống chút xíu này và mình bôi bớt đi đó, mình không muốn hiện lên mặt của người mẫu của ông ta là bỏ vào này luôn đó thì chúng ta sẽ có cái kiểu kết quả như thế này rồi thì đó chúng ta đã có được uh, những cái bokeh khá là đẹp và hình ta nó sẽ long lanh hơn rất là nhiều và cảm ơn các bạn đã theo dõi tốt này đừng quên xem những cái video khác của mình mình có để ngay ở phía trên này ha hoặc là các bạn có thể search ngay trong channel của mình ha toàn bộ những cái list về làm hiệu ứng tuyết ghép tuyết này nọ thì mình đảm bảo các bạn các bạn sẽ rất là cần đó bởi vì chúng ta sẽ làm cái hình mà cho người mẫu của chúng ta nó giống như là ở um, nó đúng mùa hơn đúng không? Nó mát mẻ hơn. Rồi, à, bye bye các bạn. Đừng quên uh, like, share, subscribe và comment cho mình biết các bạn muốn ở tutorial sau mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye.